Lời gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ, con là Maria đây chị nhé. Dạ, con ở Bình Dương. Dạ. Nói to lên con. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 45 tuổi. Con được tên gì? Nói to lên. Dạ, nhà con được ơn nhiều ơn lắm. Thì thương con là cũng bị bao tử HP. Với lại thì viêm xoang là cũng hết rồi. Rồi thằng con út của con là cũng bị amidan lớn lắm rồi, cũng được cũng hết. Và một cái đặc biệt nhất là con của con là thằng con Pedro và Linh Thiên là nó bị xì ke ma túy. Nó còn bao nhiêu tuổi? Nó 25 tuổi cha. Nó bị xì ke ma túy bao nhiêu năm? Là hơn 1 năm cha. Sau đó được thời cứu thoát khỏi cái cơn bệnh này xì ke ma túy. Là thưa cha, thì lần đầu con cũng mùng 2 tháng 4 là con đi qua đây lần đầu tiên. Thì con cũng có mua hai cái máy về. Rồi một máy đó về con nghe xong rồi đó là con chơi cho con nghe. Con nói với vợ nó là con nên đưa về cho con của con nghe đi rồi cho chồng con nghe rồi. Nói là nếu mà nghe thì đi qua cha Long đi nghe. Rồi nghe cổng nguyện sinh nhân để có thiếu tốt thì mình không giúp. Còn nếu mà không thì mình bỏ luôn. Ra về nó nghe một tuần thì đến khi con hỏi vợ nó thì vợ nó nói là anh đi rồi. Thế là đến ngày 30 tháng 4 mà nó đi lần đầu tiên. Nó đi lần đầu tiên về thì nó vẫn ở chơi. Về nó vẫn rủ bạn bè chơi nữa thì vợ nó đi điện qua cho con vì nói là anh không có chơi nữa thì con mới nói là thì cứ để từ từ đi thì giờ cứ tính khác và Chúa đi rồi mẹ cũng cố gắng phải đặt kinh cầu nguyện rồi con cứ cầu nguyện đi rồi rồi Chúa chết rồi chứ giờ không có ai mà nói được đâu. Thì cũng lần thứ hai nữa là nó đi về nó cũng chưa thay đổi. Thì qua lần thứ ba lần thứ tư là bây giờ là nó đi được 6 lần là bây giờ nó bỏ hẳn luôn mà không là những bỏ hẳn mà lại Chúa là mà cho có công ăn việc làm ổn định nữa. Hallelujah. Ta là Chúa của ta lệnh Hallelujah. Hallelujah. Có phải như vậy mới phấn khởi thưa chị em. Chị ấy được ơn là những bao tử vi trùng HD, vi trùng HD bao tử rồi viêm xoang rồi gì nữa, thoát vị đế đệm rồi đấy là thế người mẹ, còn người con còn nặng hơn nhiều đó là xì ke ma túy. Mà nó qua đây tới 6 lần thưa anh chị em. Có nhiều người cứ qua một lần bảo là không thấy nó khỏi bỏ. Rồi tới 2 lần, 3 lần. Chúng ta cứ làm như là Chúa là cái người thợ hay là người mà mình sai mặt ấy. Qua lần Chúa, Chúa phải có như nhé. Không có lần sau không qua nữa đâu á. Tức là cái sự kiểu đó. Cái Chúa là như là cái coi như Chúa là cái người mà mình sai mặt để thảo. Chứ là phải Chúa bảo làm là phải làm. Chẳng có cho Chúa chúc tụng tôn vinh ngợi khen Chúa mà chỉ sai khiến Chúa mà thôi. Chúa Cha sai chúng con đến trần gian này thì Chúa yêu thế gian đến nỗi yêu đến nỗi là mình biết cỡ nào nữa, yêu là không còn biết cỡ nào nữa, yêu đến nỗi mà cho luôn đứa con một duy nhất của mình đến trần gian, không phải để lên án trần gian mà là để cứu độ trần gian, cứu độ những con người đau ốm bệnh tật như chị về thân xác, cứu độ những con người bị mê đắm trong vòng tay của ma quỷ xì ke ma túy như cái con trai của chị. Có đến phải tới 6 lần thưa anh chị em. Bây giờ không những hỏi xì ke ma túy mà còn có công ăn việc làm rồi vợ chồng sống với nhau được thì ta mới thấy được là như vậy tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người nó lớn cỡ nào. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi mà như vậy, đến nỗi mà ban con một của người cho trần gian. Còn chúng ta yêu nhau có dám cho nhau chính mạng sống của nhau, may lắm cho được cái thăng long mặt là may rồi đỡ đi rồi. Giờ tặng thằng con chị cái máy nằm trong đại dạng lòng Chúa thương xót nha. Đây là có chưa? Đã có rồi. Bây giờ cho anh là con đi làm á thì con cứ thấy nhà ai là con cứ hỏi là chị đã đi qua Cha Long chưa, là người ta nói là chưa thì nói là con đi không thì qua con cũng đi. Thế rồi từng đợt đến giờ con đi làm 10 lần nhưng mà lần nào cũng con đem được mấy người đưa đi. Thì hiện bây giờ cũng đang con của con với lại có một người đưa con là con em bé mà bị bệnh bạch biến là nó cũng qua được lần này là lần thứ 4 rồi, thấy cũng bớt nhiều rồi cha, để tay chân nó cũng đỡ và tóc nó cũng đen lại cha. Bắt đầu rồi, gọi lên đây, lên con, lên cho tặng cho con món quà. Đây, mấy đây nào. Bốn đứa con của con đều đi chơi hết, cả cái anh chàng chàng mình đã quên quay trở về cũng lên với Chúa phải không? Đây là một người bên là con bên Bạch Liên cũng lâu rồi mà mẹ nó đi
rất nhiều nơi nó không có được, tức là con đi lần đầu tiên con đưa nó đi bao quân và nó cũng phải được cái đây cho đặt với con mấy năm cho mày dẫn nha, con đạo gì? Dạ con không có đạo. Không có đạo, con tên gì? Con Lý Thương. Bao nhiêu tuổi? Con 17 tuổi. À, Lý Thương này 7 tuổi, Lý Thương bị bệnh như vậy bao lâu rồi? Dạ con mới bị hè đâu rồi. Con lên đây được mấy lần rồi? Dạ con lên được 4 lần. 4 lần rồi, để con lên đây con thấy sao nói cho mọi người nghe. Đông mà vui. Đông mà vui, chúng tôi còn hoa này. Rất tin tưởng đâu là vui, cho tặng cho cái máy về nghe nhé. Rồi, rồi đâu mà vui nhá. Rồi cho chú bạn cho con nhá. Rồi à, để cho tặng cho cái thằng này con trai của con bộ sách những cái lá thư không lời, chắc chắn là này con chưa có. Đây tặng cho nó bộ sách những lá thư không lời và cho con cái móc khóa lòng chưa tin sót nhá. Đây là bộ sách những lá thư không lời tập 1 và tập 2. Xin Chúa chú bạn cho con của con và những người và bên lương như người tôi cho bạn như người ngoại đạo mà con vẫn dắt họ đến đây nói với họ là vững tin vào Chúa, Chúa chúc lành cho nhé. Rồi mời con.